Chị Nguyễn mến chào toàn thể quý anh chị mình. Thì hôm nay chị Nguyễn sẽ gửi đến quý anh chị mình một dãy nhà có 5 căn. Thì 5 căn này thì vừa mới hoàn thiện xong nha quý anh chị, ngay ngã ba Tân Kim luôn. Từ ngã ba Tân Kim mình di chuyển vô căn nhà của mình á, mình đi đâu đó tầm khoảng 800m thôi. Đường nhận dẫn vào nhà của mình sẽ cho mình là đường bê tông rộng khoảng 4m, xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ mình di chuyển mình đầu tới căn nhà của mình luôn nha quý anh chị. Thì căn nhà của mình với diện tích là ngang 4m, chạy dài vô là 10m, được thiết kế là một trệt một lầu, nó có 4 phòng ngủ và 3 không gian nhà vệ sinh đó, được thiết kế theo cái kiểu mới nhất của năm 2023 luôn nha quý anh chị. Cái kiểu này hiện tại là bên đơn vị chị Nguyễn thiết kế là đang gắt bán chạy nhất thị trường luôn nha quý anh chị. Với cái mẫu nhà của mình thì quá là tuyệt vời rồi, được một cái view cực kỳ đẹp luôn quý anh chị ơi. Thì trong đây thì bên đơn vị Trường Nguyễn có 5 căn thì đang mở bán. Căn đầu là hai căn gốc thì nó sẽ có hai cái giá khác nhau nha quý anh chị. Còn 1 2 3 4 ba căn giữa thì cho mình một cái giá là đúng 1 tỷ 7 nha quý anh chị. Còn căn cuối thì ngang có một căn cuối là tuyệt vời lắm nha quý anh chị. Ngang 7m, chạy dài vô 10m, nó sẽ có một mức giá khác hơi cao hơn ba căn giữa một tí nha quý anh chị. Nếu mà quý anh chị mình muốn biết chi tiết và thông tin chính xác á, thì cô chú anh chị mình cứ gọi trực tiếp qua số điện thoại chị Nguyễn có để trên màn hình, hoặc là kết bạn Zalo với chị Nguyễn, mình có thể trao đổi thêm thông tin và vị trí chính xác nha cô chú và anh chị. Từ vị trí căn nhà của mình di chuyển về các quận huyện lân cận thì mình đi đâu đó tầm đâu khoảng 20 đến 25 phút nha quý anh chị. Ngôi nhà của mình sẽ cho mình là một cái hướng đông nên rất thích hợp với gia đình nào đang cần tìm nhà hướng đông để mình mua ở hoặc là mua đầu tư kinh doanh bao sinh lời. Thì mấy căn đây bên đơn vị Trường Nguyễn vừa mới hoàn thiện xong nên chưa có vô điện nha quý anh chị. Thì một hai hôm nữa đang kéo điện vào, khoảng một hai hôm nữa sẽ vô điện chính thức nè. Nước thì nước cũng của là nhà nước luôn, điện nước máy đầu riêng hết luôn nha quý anh chị. Cô chú anh chị mình chỉ cần về xài và mình thanh toán qua bên đơn vị nhà nước thôi. Thì cái mặt diện ngoài đó là được bên đơn vị em ốp lát từ dưới tặng lên trên cao. Ở phía trên cái mặt diện ngoài thì nó sẽ có một cái ban công dài và một cái ban công tròn khá là sang nha quý anh chị. Tiến vào trong nữa sẽ cho mình là một lớp cửa sắt sơn tĩnh điện với kính là kính cường lực. Ở trong không gian phòng khách vô cùng rộng rãi nha quý anh chị. Đó, rất là sạch sẽ nha. Đây thì bên đơn vị chị Nguyễn chưa quét dọn, thì khi mới vừa hoàn thiện mà, nên cô chú anh chị mình cũng có xem video thấy nó hơi bụi thì cô chú anh chị mình cũng thông cảm. Nhưng mà khi cô chú anh chị mình về sở hữu rồi thì bên đơn vị chị Nguyễn sẽ giao nhà không dính mật hạt bụi cho cô chú anh chị mình luôn nha, rất là sạch sẽ. Ở trong đây thì phòng khách bên đơn vị em ốp lát lên tặng khoảng 1m4 cho gia đình mình. Ở dưới lớp gạch đá bóng kính khổ 60x60, ở trên sẽ trần thạch cao nguyên khối nè, có đèn lon lần thứ hai thắp sáng hết căn nhà luôn nha quý anh chị. Một cái căn nhà vừa mới hoàn thiện xong luôn mà bán với mức giá chỉ có 1 tỷ 7 thôi nha quý anh chị. Vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ để gửi đến và phục vụ đến cô chú anh chị mình. Bên kênh nhà đất Bình Chánh mới nhất, chị Nguyễn Kim Trâm làm việc luôn luôn lúc nào cũng là đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí. Khi mà cô chú anh chị mình xem được cái video này mà muốn đi coi căn này là chị Nguyễn sẽ dẫn chính xác mẫu nhà này và vị trí căn này nha quý anh chị. Với mức giá bán pháp lý là sổ hồng riêng, mình có thể đi công chứng sang tên trong ngày và được ngân hàng hỗ trợ quay là giá trị căn nhà là 50 đến 70% giá trị của căn nhà luôn nha quý anh chị. Quý anh chị mình chỉ cần thanh toán cho bên đơn vị chị Nguyễn khoảng 800 hoặc 900 triệu là cô chú anh chị mình có thể dọn vào ở ngay rồi nha. Đó, mình tiến xuống đây nữa sẽ cho mình là một cái không gian bếp. Thì không gian bếp vô cùng rộng rãi luôn đó. Bên đơn vị chị Nguyễn thì cũng đã lắp đặt tủ bếp trên và tủ bếp dưới rồi. Mặt đá là mặt đá ba cương, bồn inox 304, ốp gạch men rất là sạch sẽ nha quý anh chị. Dưới chân cầu thang thì bên đơn vị chị Nguyễn sẽ để chấm và có thiết kế sẵn cho mình là ống nước ra, ống nước vô, về quý anh chị mình có thể lắp đặt máy giặt ở khu vực đây, rất là tiện luôn. Không gian nhà vệ sinh thì thiết kế ở cuối dãy nhà nha quý anh chị. Trong đây thì cũng đầy đủ tiện nghi hết rồi hả. Trong đây thì sẽ cho mình là một cầu và bồn rửa mặt nha. Đó, ốp lát tặng lên cao, có đèn, có dầu sen, dầu xịt, đồ đầy đủ hết luôn. Một cái căn nhà vừa mới hoàn thiện xong luôn, còn thơm mùi nước sơn luôn nha quý anh chị, khá là tuyệt vời. Bán với mức giá đúng 1 tỷ 7 thôi, lên tặng 2 lầu, 4 phòng ngủ và 3 không gian nhà vệ sinh. Tìm lâu ra nữa quý anh chị, nhanh tay gọi ngay trực tiếp qua số điện thoại chị Nguyễn có để trên màn hình để mình có thể xuống đây khảo sát thực tế với cái mẫu nhà này nha quý anh chị. Đường xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ, xe tải mình chạy tới căn nhà nữa, là một cái căn nhà với một giá chỉ có 1 tỷ 7 thôi, là một căn nhà hiếm gặp nha quý anh chị. Thì giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn tiến lên trên để mình khám phá không gian tầng trên nha. Ở trên đây là tầng 1 của gia đình mình, sẽ thiết kế cho mình là 2 phòng, 1 và 1 cái không gian nhà vệ sinh nha quý anh chị. Tiến cuối, một cái phòng ở cuối dãy nhà.
Thì một cái căn nhà của mình thiết kế theo cái kiểu mới nhất của năm 2023 luôn nha quý anh chị, được tô điểm những cái màu rất là nổi bật luôn, về ở cũng rất là thoải mái. Ở trong phòng này sẽ cho mình là trần cao nguyên khối, đèn lon đèn thứ hai thắp sáng hết căn nhà rồi nha quý anh chị. Ở trên trần cách rất là cao nha, nên ở rất là mát. Không gian nhà vệ sinh thì bên đơn vị Trường Nguyện sẽ đặt ở phía bên ngoài cho tiện hai phòng mình sinh hoạt hàng ngày. Và mình tiến qua đây nữa sẽ cho mình là mình một cái phòng lớn là phòng thứ hai nha quý anh chị. Cái phòng này vô cùng rộng rãi và thông thoáng luôn, ở trên bản là trần thạch cao. Tiến ra đây sẽ cho mình là một cái ban công dài nha quý anh chị. Đó, cái ban công này khá là rộng rãi luôn. Tiến ra đây thì mình có thể ngắm được hoàn cảnh toàn hoàn cảnh xung quanh luôn nha quý anh chị. Dân cư thì ở rất là đông, cho mình một cái view kênh vô cùng mát và cực kỳ không khí cực kỳ trong lành luôn. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng rồi. Đó. Thêm đến đây quý anh chị mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho Trường Nguyễn để Trường Nguyễn có động lực ra những video nhà mới giá rẻ để phục vụ đến quý anh chị mình. Bên kênh nhà đất Bình Chánh mới nhất, Trường Nguyễn Kim Trâm làm việc luôn lúc nào cũng là đúng nhà đúng giá, nên cô chú anh chị mình cứ an tâm và gọi trực tiếp cho Trường Nguyễn nha. Giờ Trường Nguyễn mời quý anh chị mình tiến lên trên tầng trên. Và đây là tầng thứ hai và tầng cao nhất của gia đình mình. Trên đây cũng thiết kế y chang như cái tầng dưới nha quý anh chị, hai phòng và một cái không gian nhà vệ sinh. Toàn bộ cửa của mình sẽ cho mình là cửa gỗ căm sen nguyên khối. Xài rất là bền. Ở trong đây là phòng thứ nhất của trên tầng 2, vô cùng rộng rãi, có cái ánh sáng lấy lỗ ánh sáng rất tuyệt vời, như chờ máy lạnh, bóng đèn thứ hai đèn ngủ thắp sáng hết căn phòng đầy đủ hết à, trần là trần là phong nha quý anh chị. Đó, đây là nhà vệ sinh thì cũng đầy đủ tiện nghi. Nếu mà quý anh chị mình muốn đi xem thực tế với cái mẫu nhà này thì hãy gọi trực tiếp cho Trường Nguyễn qua số điện thoại Trường Nguyễn có để trên màn hình nha. Ở đây là cái phòng thứ hai của trên tầng 2 nha quý anh chị, cũng thiết kế y chang như cái mẫu dưới, chỉ có khác là cái ban công thôi. Ban công ở trên đây sẽ cho mình là một ban công tròn. Nhà của mình là được xây trên đất full thổ cư 100%, đất ở tại đô thị nha quý anh chị, ngay ngã ba Tân Kim. Nhà của mình là thuộc về Long An, giáp với thành phố Hồ Chí Minh luôn, và ở ngay thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc. Đất của mình là đất ở đô thị nên cái phần đất của mình có rất giá trị rất là cao luôn nha quý anh chị. Đó, ở đây thì nhà cửa ở sang sát tương sát nhau. Cái view nhà mình cực kỳ mát luôn nha quý anh chị. Nhà mình cho mình một cái hướng đông nữa, sáng thì nắng nhẹ, chiều thì rất là mát mẻ và rất là thông thoáng luôn. Thì xem đến đây quý anh chị mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho Trường Nguyễn để Trường Nguyễn có động lực ra những video nhà mới giá rẻ để phục vụ đến quý anh chị mình. Thì Trường Nguyễn xin được phép nhắc lại với cái mẫu nhà của mình là diện tích là ngang 4m, chạy dài vô là 10m. Thiết kế là một trệt lên tầng 2 lầu, nó có 4 phòng ngủ và 3 không gian nhà vệ sinh, đường ô tô 4 chỗ 7 chỗ mình di chuyển tới căn nhà luôn. Với pháp lý là sổ hồng riêng, mình có thể đi công chứng sang tên trong ngày nha quý anh chị. Và được bán với mức giá đúng 1 tỷ 7 thôi nha. Và hai căn gốc thì nó sẽ hơi diện tích nó hơi lớn hơn và nó sẽ có một cái giá khác nha quý anh chị. Quý anh chị mình muốn biết thêm thì cứ gọi trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với chị Nguyễn. Chị Nguyễn sẽ cho gửi thông tin chính xác hoặc là gửi vị trí cho cô chú anh chị mình tham khảo trước khi mình đi xuống đây, dự định xuống đây đi xem nhà nha quý anh chị. Thì xem đến đây cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho chị Nguyễn nha. Giờ chị Nguyễn xin kết thúc video tại đây. Chào.